chào quý vị và các bạn. Mình tên là Nguyễn Thị Minh Thanh. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố phồn vinh với nhịp sống hối hả. Dù bản thân còn trẻ và chưa có kinh nghiệm về những chuyến đi đến những vùng đất mới, nhưng trong mình luôn khát khao được đặt chân đến mọi miền đất nước, cũng như cảm nhận dòng máu đồng bào ấm nóng khi gặp những người sống ở đó. Bác Hồ có câu: dân ta có một lòng đồng đàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Mình yêu và quý đồng bào dân tộc mình, cái mảnh đất mà con người ta đồng bọn nhau, tương trợ nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và mình tin không chỉ riêng mình mà còn rất nhiều người cảm nhận và yêu mến cái tình cái nghĩa của người Việt Nam. Có thể nói đây là một trong những đặc sản của người Việt Nam. Thương người như thể thương thân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần, hay là lá lành đùm lá rách, là những câu nói mà dân tộc Việt Nam ta luôn giữ gìn, truyền tay và phát huy từ thuở lập nước sơ khai cho đến nay vẫn không hề thay đổi. Với địa hình chữ S đặc biệt trải dài từ Bắc xuống Nam, một mặt ôm trọn Biển Đông, Việt Nam có đặc trưng vùng miền thú vị. Miền nào có cái hay cái lạ của miền đó, không nhầm đâu với đâu được. Con người miền Bắc với cái giọng chuẩn âm thích ăn thanh đạm, con người ở đây cũng thoang thả cái nét thanh cao truyền thống của ngàn năm văn hiến. Vùng đất này còn được mệnh danh là đất Trạng, nơi sinh ra rất nhiều nhân tài mang đầy lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Vì những nét đặc sắc này mà Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung đã đón tiếp các bạn bè gần xa ghé thăm. Người miền Trung thì được cái thẳng thắn, chất phác, chân nắm tay bùn, cái vùng nhiều thiên tai gian khổ, có lẽ rèn cho họ cái tính kiên trì, bản lĩnh. Mùa nắng thì khô hạn nắng nóng, có khi lên đến 40 độ, hay khi mùa mưa với những cơn giông bão kéo theo lũ lụt. Những điều này tạo nên sự đặc trưng cho miền Trung. Ngoài đặc biệt về thời tiết, khác biệt về con người, thì cái làm người khác nhớ đến miền Trung rõ nhất là giọng nói. Cái giọng mà mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới hiểu. Lại tới miền Nam, bạn sẽ được nghe cái giọng ngọt ngào vừa chèo thuyền vừa hát ngân nga của các cô thiếu nữ trên bờ sông. Thêm cái tính hào sảng hiếu khách, nhà có con cá mới câu được hay rau ngoài vườn mới hái là đem ra đãi khách ngay, người ta lại thêm xao xuyến không muốn rời đi. Mà ta nói, tuy mỗi vùng mỗi khác, nhưng cái đẹp của con người lại y như một. Con người Việt Nam từ ngàn xưa đã nổi bật bởi cái tính hiền hòa, thật thà, những người vô cùng anh dũng và mạnh mẽ để đoàn kết, đùm bọc nhau, bảo vệ biên cương bờ cõi. Dù trong thời nào, bối cảnh nào, thì người ta vẫn vươn tay dìu nhau đi qua cái khổ. Dù là thời chiến hay trong thời bình, dù là ngày thường hay những ngày tai ương dịch bệnh, họ vẫn chung tay hỗ trợ và giúp đỡ nhau bằng những tấm lòng chân thành nhất. Đâu đó, hằng ngày, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta vẫn hay nghe đến các vụ lừa đảo, cướp bóc, giết người. Nhưng đó chỉ là thiểu số trong số vô vàn những hành động cao thượng của người Việt Nam. Người giàu hỗ trợ người nghèo, người khá giả hỗ trợ người khó khăn. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy đâu đâu cũng là những hình ảnh đẹp. Những nụ cười trong gian khó mới là nụ cười hạnh phúc. Và người Việt Nam tôi chính là minh chứng cho câu nói ấy. Kính thưa quý vị, qua đây, nhờ cuộc thi này, Thanh cũng mong muốn gửi gắm đến các bạn trẻ, các thế hệ mai sau. Hãy cùng Thanh giữ gìn và phát huy những nét đẹp của con người Việt Nam chúng ta, những truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc, để Việt Nam ta mãi mãi phồn vinh, mãi mãi trường tồn, cùng nhau vượt qua đại dịch trước mắt và vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Với một lòng nồng nàn yêu nước, Thanh hy vọng tiếng nói của mình có thể phần nào đó góp phần ủng hộ tinh thần cho các chiến sĩ và đồng bào cả nước cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Xin chào và xin cảm ơn. Chúc quý vị thớ thật nhiều sức khỏe và thành đạt.